Bạn nghĩ sao về việc tìm bạn đời thông qua chạy bộ? Nếu bạn đã quá mệt mỏi vì lướt ứng dụng hẹn hò và gặp phải hàng loạt những cuộc trò chuyện nhạt nhẽo, thì có lẽ đã đến lúc thay đổi chiến thuật. Ở Mỹ, nhiều người độc thân đã bỏ qua việc ngồi nhà vuốt màn hình mà thay vào đó, họ mang giày thể thao và tham gia các nhóm chạy bộ để tìm kiếm nửa kia. Thì sao chứ? Vừa khỏe, vừa có thể gặp gỡ tình yêu của đời mình trong khi thở hổn hển. Tại Chicago, nhóm chạy bộ Chicago Run Collective ra đời vào tháng 5 2023 đã thu hút gần 1.000 thành viên chuyên chạy quanh hồ Michigan. Một nhóm người tập trung ở quảng trường, sáng sớm mặc đồ thể thao, vừa chạy vừa tán tỉnh nhau. Chuyện này nghe có vẻ buồn cười, nhưng rất nhiều người đã tìm được chân ái chỉ sau vài vòng chạy đấy. Còn ở New York, câu lạc bộ chạy bộ Lun Run của Steve Cole không chỉ giúp mọi người giảm cân, mà còn giảm bớt sự cô đơn. Steve cũng là người sáng lập ứng dụng hẹn hò Lun, tự hào khoe rằng từ vài chục người tham gia ban đầu, giờ đây câu lạc bộ đã có 400-500 người mỗi buổi. Để phá băng, các thành viên phải tự giới thiệu và chỉ vào ai đó họ muốn làm quen. Nói không chừng, bạn có thể gặp được người đặc biệt khi đang thở dốc và mồ hôi nhễ nhại. Còn ở Miami, Frankie Ruiz, quản lý Brickell Run Club cũng không ngoại lệ. Dù tuyên bố rằng câu lạc bộ của mình vẫn chủ yếu là để chạy bộ, nhưng nhiều thành viên đã tìm được tình yêu qua những buổi chạy này. Frankie cũng là người sáng lập Lifetime Miami Marathon, và nhóm của anh đã phải chia thành 8 nhóm nhỏ hơn vì lượng người tham gia quá đông. Nghe có vẻ thú vị đúng không? Vừa chạy bộ, vừa thả thính, biết đâu một ngày đẹp trời, bạn sẽ tìm thấy người yêu đời mình khi cả hai cùng kiệt sức. Đừng quên để lại ý kiến trong phần bình luận nhé. Và tất nhiên, like và đăng ký kênh tin tức 60SVN để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức sốt dẻo nào trong ngày.